everyone, xin chào các bạn. Hôm nay mình đọc chuyện ba con gáo. Gáo, ba con gáo, giường, ghế, cô bé, nhà, dĩa, muỗng, ba cái muỗng, một chiếc dĩa nhỏ với một cái muỗng nhỏ, rừng, một dĩa lớn và một cái muỗng lớn. Trong một căn nhà thuộc một khu rừng, có ba con gáo ở. Gáo cha, gáo mẹ và gáo gòn. Trong nhà có ba cái giường, một giường lớn, một giường trung bình và một giường nhỏ. Trong nhà có ba chiếc ghế, một ghế lớn, một ghế trung bình và một chiếc ghế nhỏ. Trong nhà có ba chiếc dĩa và ba cái muỗng, một dĩa lớn và một cái muỗng lớn, một dĩa trung bình và một cái muỗng trung bình và một chiếc dĩa nhỏ với một cái muỗng nhỏ. Một ngày kia, gáo cha nói, ta đói. Gáo mẹ nói, ta đói. Và gáo con nói, con cũng đói. Cả ba con gáo sửa soạn đồ ăn. Gáo cha lấy chiếc muỗng lớn, ném thử món thịt hầm và nói, cha, món thịt hầm này ngon, nóng. Gáo mẹ lấy chiếc muỗng trung bình, ném thử món thịt hầm và nói, cha, món thịt hầm này nóng. Gáo con lấy chiếc muỗng nhỏ, thử món thịt hầm và nói, món thịt hầm của con cũng nóng. Gáo cha nói, chúng ta hãy đi dạo chơi trong khu rừng. Gáo mẹ nói, phải đấy, chúng ta hãy đi dạo chơi trong khu rừng. Gáo con nói, đúng, đúng, chúng ta hãy đi dạo chơi trong khu rừng. Cả ba con gáo cùng đi vào rừng. Một cô bé vào căn nhà của ba con gáo và cô bé thái ba dĩa đồ ăn. Cô bé lấy chiếc muỗng lớn, ném thử món thịt hầm đựng trong chiếc dĩa lớn rồi nói, món thịt hầm này nóng. Cô bé lấy chiếc muỗng trung và ném thử món thịt hầm trong chiếc dĩa trung và nói, món thịt hầm này nguội. Cô bé lấy chiếc muỗng nhỏ, ném thử món thịt hầm đựng trong chiếc dĩa nhỏ và nói, cha, món thịt hầm này ngon. Và cô bé ăn hết dĩa thịt hầm này. Cô bé trông thấy ba chiếc ghế. Cô bé ngồi vào chiếc ghế lớn và nói, chiếc ghế này chẳng tiện nghi chút nào. Cô bé ngồi vào chiếc ghế trung bình và nói, chiếc ghế này không tiện nghi chút nào. Rồi cô bé ngồi vô chiếc ghế nhỏ và nói, chiếc ghế này rất tiện nghi, nhưng mà chiếc ghế bị gãy. Cô bé nhìn thấy ba cái giường. Cô nằm xuống giường lớn và nói, giường này không tiện nghi. Cô nằm xuống chiếc giường cỏ trung bình, rồi nói, chiếc giường này không tiện nghi. Cô bé nằm vô chiếc giường nhỏ và nói, chiếc giường nhỏ này thiệt tiện nghi. Rồi cô bé ngủ tiếp đi. Ba con gáo từ trong rừng trở về và đi vô trong nhà. Gáo cha nói, người nào đó đã vô nhà và đem và đã nếm thử món thịt hầm của ta. Gáo mẹ nói, đúng vậy, ai đó đã vô nhà và nếm thử món thịt hầm của tôi. Gáo con nói, đúng rồi, có ai đã vô nhà và ăn hết những món thịt hầm của con. Gáo cha nói, có ai đó đã vô nhà và đã ngồi vào cái ghế của tôi. Gáo mẹ nói, phải có người vô nhà và người vào chiếc ghế của tôi. Và gáo con nói, đúng, đúng,
có người nào đó đã vô nhà, ngồi vô ghế của con và đã làm chiếc ghế gãy vừng. Gáo cha nói ai đó đã vô nhà và đã nằm ngủ trong chiếc giường của ta. Gáo mẹ nói đúng, có người đã vô nhà và đã nằm ngủ trong chiếc giường của tôi. Và gáo con nói đúng rồi, có người nào đó đã vô nhà và đã ngủ trong chiếc giường của con. Và cô ta đây nè, cô đây nè, ái là một cô gái bẽ bỏng. Cô gái bẽ bỏng nói ôi tôi sợ. Rồi cô bé bỏ chạy băng qua khu rừng và chẳng bao giờ cô bé trở lại căn nhà của ba con gáo nữa. Rồi xong.